Cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Quyết tâm của Tổng thống Trump: "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác và loại bỏ bọn tội phạm." Vừa được sánh vai cùng Tổng thống Trump, J. Defense chứng tỏ năng lực của mình bằng việc phát thảo tầm nhìn về chính sách đối ngoại và năng lượng. Cảnh báo những điểm mâu thuẫn trong lịch sử chính trị của bà phó Kamala Harris kính thưa quý vị thân mến, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như cuộc khủng hoảng biên giới, cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy và những thách thức của chính sách di cư thời Biden. Ngài Trump nhấn mạnh, để bảo vệ nước Mỹ, việc loại bỏ bọn tội phạm là điều không thể tránh khỏi. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jesse, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh, chính sách đối với biên giới và các băng đảng ma túy sẽ là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của ông nếu ông tái đắc cử. Ông cam kết sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng biên giới do chính quyền thối nát của Joe Biden tạo ra, đồng thời sẽ ban hành các chính sách mạnh tay để đối phó với vấn nạn tuần fentanyl vào Hoa Kỳ. Đồng thời, Donald Trump cũng bày tỏ sự quyết tâm trong việc tiếp tục cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy, đặc biệt là từ Mexico và Trung Quốc. Cầu Tổng thống đói, Mỹ đang mất khoảng 300.000 người mỗi năm vì fentanyl, hầu hết đến từ mexico và trung quốc chúng ta không thể để vấn nạn này tiếp tục diễn ra mexico phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này nếu không hoa kỳ chúng ta sẽ phải hành động ông cũng đề xuất việc áp dụng án tử hình cho những kẻ buôn ma túy một chính sách mà ông đã từng đàm phán với trung quốc trong nhiệm kỳ trước đây nhằm đối phó với vấn nạn tội phạm trong nước tổng thống trump nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ những tội phạm nguy hiểm ra khỏi nước mỹ bao gồm những kẻ giết người những kẻ buôn ma túy và các thế lực buôn người đây là những cá nhân cực kỳ nguy hiểm. Bọn chúng sẵn sàng bắt cóc phụ nữ và trẻ em giữa ban ngày, nhốt họ vào cốp xe, rồi chở đến các tụ điểm buôn người. Ông Trump cho biết, nạn buôn người hiện nay gần như lớn ngăn bằng nạn buôn ma túy do sự phát triển của Internet. Khi bàn về vấn đề biên giới, ông Trump cũng đề cập đến việc cần thiết phải tiếp tục chính sách Remain in Mexico, một chính sách mà ông đã áp dụng trong nhiệm kỳ trước, yêu cầu những người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi chờ đợi xét duyệt từ Hoa Kỳ. Donald Trump khẳng định: "Tôi đã làm những điều mà không ai làm được. Chính sách này đã giúp giảm lượng người vượt biên trái phép một cách kỷ lục. Chúng ta cần những người biết cách sử dụng quyền lực để bảo vệ biên giới, chứ không cần những cá nhân thiếu năng lực như tổng thống hiện tại." Thượng nghị sĩ Jerry Vance cũng đã có mặt trong buổi phỏng vấn cùng cựu tổng thống. Cả hai cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo quyết đoán trong việc đối phó với các vấn đề quốc gia. Vance cho rằng việc không hành động để ngăn chặn các băng đảng ma túy và tội phạm nhập cư là hành động thiếu trách nhiệm, ông phát biểu, chúng ta cần bắt đầu với những kẻ xấu xa nhất đang hoành hành tại Hoa Kỳ và giải quyết từ đó trước. Điều này cũng giống như trong kinh doanh, chúng ta phải đi từng bước một chứ không thể một bước lên mây. Trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và biên giới, cậu tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ quốc gia không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một trách nhiệm, ngài cậu tổng thống khẳng định, chúng ta không có lựa chọn chúng ta phải hành động để bảo vệ người dân và nước mỹ của mình vừa được sánh vai cùng tổng thống trump j defense chứng tỏ năng lực của mình bằng việc phát thảo tầm nhìn về chính sách đối ngoại và năng lượng kính thưa quý vị cựu tổng thống donald trump và thượng nghị sĩ j defense đã ngồi lại trong một cuộc phỏng vấn để chia sẻ tầm nhìn chung của cả hai về chính sách đối ngoại và năng lượng với trọng tâm đặc biệt vào cuộc chiến tại ukraine và vấn đề năng lượng trong nước đáng chú ý Quan điểm của cả ông Trump và Vance đều tương đồng với nhau, hứa hẹn một cặp bài trùng sẽ áp đảo các đối thủ còn lại trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Ông chia sẻ rằng, trong một cuộc điện thoại gần đây với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt cuộc chiến giữa hai quốc gia. Cựu Tổng thống từng khẳng định, ông sẽ kết thúc cuộc chiến hơn hai năm trời giữa Nga và Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu ông đắc cử, ngài Trump cũng chỉ trích tổng thống Joe Biden vì đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc chiến này, cho rằng nếu ông còn tại nhiệm, chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Tổng thống Trump giải thích: "Khi tôi còn làm chức vụ tổng thống, giá dầu khi đó cực kỳ thấp, điều này đã ngăn chặn Putin gom đủ nguồn lực tài chính để tiến hành chiến tranh với Ukraine. Nhưng khi tới thời Biden, chính sách của ông ta đã đẩy giá dầu lên cao đến mức vô lý, khiến Putin có đủ tiền để khơi mào chiến tranh." thượng nghị sĩ jerry vance bổ sung thêm vào ý kiến của cựu tổng thống nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông trump là yếu tố ngăn chặn các cuộc xung đột trong quá khứ vance nói mọi người tôn trọng tổng thống trump vì biết rằng ông và hoa kỳ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu họ đi quá giới hạn nhưng khi vị trí lãnh đạo đó chuyển qua joe biden sự yếu đuối của ông ta là nguyên nhân gián tiếp khiến hai cuộc chiến tranh lớn trên thế giới nổ ra đó là cuộc chiến giữa nga ukraine và giữa israel hamas tổng thống trump cũng hứa sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề con tin người mỹ bị bắt giữ tại gaza và nga ông trump nói tôi sẽ gọi điện và chúng ta sẽ đưa họ trở về hoa kỳ một cách nhanh chóng cựu tổng thống rất tự tin về khả năng ngoại giao trời phú của bản thân và quyết tâm sẽ bảo vệ an toàn cho công dân mỹ đang cư trú ở nước ngoài hơn hết cặp đôi trump fans cũng bàn luận về vấn đề năng lượng đặc biệt là sự cần thiết phải tăng cường sản xuất năng lượng trong nước Donald Trump chỉ trích các chính sách năng lượng hiện tại của chính quyền Biden, đặc biệt là việc đương kim tổng thống tập trung vào phát triển năng lượng gió, một hình thức không những đắt đỏ mà còn gây tổn hại thêm cho môi trường. Các chuyên gia cũng phân tích cho thấy, năng lượng gió vốn có tính chất không ổn định và không đủ để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Tổng thống Trump và JD Vance cũng chỉ trích việc chuyển đổi sang xe điện của chính quyền Biden. Thượng nghị sĩ Vance nhấn mạnh nếu người dân hoa kỳ chuyển hoàn toàn sang sử dụng xe điện thì nhiều người lao động trong ngành sản xuất ô tô truyền thống sẽ mất việc dẫn đến tình trạng thiếu việc làm kéo dài ở hoa kỳ người đồng hành tranh cử của ngài trump cũng nhấn mạnh hoa kỳ cần sử dụng các nguồn năng lượng phong phú sẵn có để góp phần làm giảm nợ và giảm thuế cuộc phỏng vấn đã cho thấy rõ ràng quan điểm và kế hoạch của trump và vance trong việc đối phó với các vấn đề quốc tế và trong nước cả trump và vance đều nhấn mạnh sự cần thiết của một sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán để bảo vệ lợi ích của nước mỹ và thúc đẩy phát triển kinh tế một cách hiệu quả cảnh báo những điểm mâu thuẫn trong lịch sử chính trị của bà phó kamala harris kính thưa quý vị luật sư biện hộ hình sự nổi tiếng ở los angeles đã tiết lộ những cảnh báo đáng chú ý trong hồ sơ của phó tổng thống kamala harris khi bà ta đứng trước ngưỡng cửa trở thành ứng viên đảng Dân Chủ cho cuộc đua Tổng thống 2024 sau khi cụ Biden tuyên bố rút lui. Sau đây là những mâu thuẫn trong suốt quá trình tham gia chính trị của bà Phó Tổng thống 1910 với cụ Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris từng tự quảng bá bản thân mình là một người cứng rắn với tội phạm, nhưng hồ sơ của bà lại thể hiện những điểm bất đồng với lời nói. Một số ví dụ nổi bật bao gồm Thứ nhất, chính sách tội phạm. Khi còn là Tổng trưởng lý California, Harris đã cố gắng nâng cấp một số tội nhẹ thành tội phạm nghiêm trọng nhằm giữ lại lao động tay chân giá rẻ một hành động suy đồi của bà ta với cương vị tổng trưởng lý tuy nhiên bà cũng ủng hộ chính sách thả tội phạm từ các nhà tù gây ra nhiều vấn đề về an ninh công cộng cho california theo thống kê tỷ lệ trộm cắp và cướp tài sản tại bang này đã tăng lên đáng kể dưới sự quản lý của bà ta thứ hai quan điểm về tử hình harris có quan điểm mâu thuẫn về án tử hình đôi khi bà phản đối nhưng cũng có lúc bà bảo vệ án tử hình, tùy theo tình hình chính trị, hoặc nói trắng ra, bà ta là một chính trị gia không có chính kiến. Thứ ba, hỗ trợ quỹ tự do Minnesota. Khi còn là thượng nghị sĩ, Harris đã ủng hộ quỹ tự do Minnesota, một tổ chức đã quyên góp được tới 41 triệu USD để giúp đỡ những tên tội phạm bị buộc tội ra khỏi nhà tù, dẫn đến việc nhiều tên tội phạm sau khi bị bắt giữ lại được quay trở lại đường phố trong sự uất ức của người dân. Một điểm đáng chú ý nữa trong hồ sơ của bà ta, Kamala Harris từng tự nhận mình là một công tố viên cấp tiến khi còn là tổng trưởng lý. Nhưng trong vai trò là luật sư quận tại San Francisco, bà lại tuyên bố bản thân là người theo chủ nghĩa ôn hòa. Một ví dụ cụ thể là Harris đã từng truy tố khoảng 1.900 người vì tội liên quan đến cần sa, mặc dù hiện tại chính bà ta phản đối việc hình sự hóa cần sa. Và còn đó là những lần hung hăng, công kích vô tội vào của bà ta trước công chúng. Trong một buổi meeting tại Milwaukee, Kamala Harris đã tiếp tục tấn công cựu Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh kinh nghiệm của mình trong việc đối phó với tội phạm. Bà tuyên bố, trước khi được bầu làm phó tổng thống, tôi đã là tổng trưởng lý và công tố viên phòng xử án. Tôi biết loại người như Donald Trump, và trong chiến dịch này, tôi hứa sẽ tự hào so sánh hồ sơ của mình với ông ấy bất cứ ngày nào trong tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia đặt câu hỏi về hiệu quả của chiến lược này. Một số người cho rằng Cuộc đối đầu giữa một công tố viên và một người bị buộc tội có thể không đủ thuyết phục cử tri. Họ nhấn mạnh rằng cần có nhiều hơn một câu khẩu hiệu đơn thuần và hồ sơ thực tế cùng hiệu suất làm việc của Harris trong vai trò phó tổng thống cần được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, khỏi cần xem cũng biết bà ta làm việc tệ hại tất cỡ nào dưới thời chính quyền Biden, khi cả Biden và Harris đều là tác nhân gây nên vụ khủng hoảng biên giới lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ.